Chỉ vài đường lau, biến xe của bạn sạch như mới với sản phẩm gel phục hồi nhựa X94, làm đẹp cho xe ô tô, xe máy không tốn kém, không cần ra tiệm, không cần phải sơn hay phủ carbon. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần đổ gel ra mút xốp, lau và lau, không hề tốn sức, phủ lên nhựa lớp phục hồi bảo vệ, siêu xịn sò, siêu mới, siêu bền. Lau xong chỉ cần đợi khô là đẹp hoàn hảo, chống bạc màu, chống thấm nước cực mạnh, tránh tình trạng lão hóa, mốc trắng trên bề mặt nhựa, làm mới xe máy ô tô như vừa xuất xưởng, làm mới các vật liệu bằng nhựa đen, nhựa nhám. Chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bạn còn chần chừ gì mà không mang ngay vài tuyết về làm mới con xe yêu của mình. Mua ngay hôm nay để nhận giá ưu đãi cực sốc.